Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chợ Lách Bến Tre, có mặt tại vườn mai của chị Cẩm Loan. Giao lưu hôm nay cũng có một số giống mai, dòng cúc mai bông đẹp để mình chuẩn bị chơi Tết 2023 luôn với cô chú anh chị ha. Dạ sau lưng em là một lô phôi mai vườn của chị mới về, hàng quái, hàng tương lai với cô chú anh chị ha. Trước khi vào clip thì em quay sơ một vòng để quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dạ, phôi mai vàng thân lắc quá dị luôn quý cô chú anh chị ha. Đây. Cây nó nhìn nó quái quái lắm nha quý cô chú anh chị. Đây, hàng này thì qua Tết thì mình sẽ ghép một số dòng cúc vua, thọ hương, hoàng huyết long, hoa hồng thanh tú, một số mặt bông cúc hoa đẹp. Cây này rất là quái nha quý cô chú anh chị. Một thân mà nó trẻ ra như cái mắt kính vậy đó quý cô chú. Rồi em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương theo dõi, ủng hộ kênh, ủng hộ cho vườn mai của chị Cẩm Loan ở những clip trước ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình xem clip này sẽ chọn được cây mai đẹp chơi Tết 2023 luôn ạ. Rồi em xin chào bà chủ ơi. Rồi em xin chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng ha. Hôm nay em trở lại kênh giao lưu với cô chú anh chị mình là một số mai để mình chơi Tết 2023 ha. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ giường em những clip này, những clip sắp tới nha. Mai mốt có đi lên Sài Gòn cô chú anh chị mình nhớ ra ủng hộ giùm em ha. Dạ, mình bán Sài Gòn là địa điểm nào bà chủ? Em bán ở đường Phạm Huy Thông ha, ở phường 12 quận Gò Vấp. Dạ. Của thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi, cô chú anh chị mình có dịp đến Sài Gòn thì ghé lô mai Tết của bà chủ ha. Rồi, mình vô clip luôn nha bà chủ. Rồi, em vô mã số đầu tiên ha. Là một cây cúc vua. Dạ. Đầu clip là một cây cúc vua nha cô chú, cây này lúc nụ hết rồi luôn ha. Cái này có qua gió rồi ha, nên nó có trái rồi nè. Nhưng mà vẫn còn nút nụ rất là nhiều, của chú anh chị yên tâm mình chơi Tết ha. Nút gài lá thì nó không được đẹp nữa ha, tại vì mình gần tới xuống lá ha cô chú ha. Nút nụ thì nút nụ như này thì khoảng bao lâu mình đặt lá không chị? Nút nụ như thế này thì mình khoảng 15 mình hãy đãi lá ha, khi ở nhiệt độ ẩm nóng như ở miền Tây chúng em ha. Còn nếu như ở miền ngoài thì mình lãi cỡ mùng 10, 12 ha. Mình lãi cỡ 15. Nút nụ. Cúc vua ha. Nút nụ thì no tròn hết. Cánh thì dúng ha, 24 đến từ nó 40 đến 50 cánh nha cô chú ha. Dạ. Cái này thì dạ, mình ghép được 3 bo luôn ạ. 3 bo. Rồi, em xin thông số luôn ha. Hoành là 15. Chiều cao là 60. Tán ngang là 67. Mã số 1B ha, là một cây cúc vua. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao phí ship. Dạ rồi, 600 nha với cô chú anh chị. Một em cúc vua mặt bông cá đẹp luôn ha. Nay mình cũng được mùng 6 rồi. Vài ngày nữa là mình xuống lá được ha. Dạ. Rồi em mình đỏ luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2. 2B. 2B. Là một cây cúc vua luôn nha cô chú nha. Rồi em này thì cũng nút nụ bao la luôn nha cô chú anh chị. Nụ là no tròn hết, bỏ nắp lá luôn ha. Nụ khích rịch hết luôn nha cô chú nha. Nè. Nụ bỏ nắp lá luôn. Nụ no tròn, nụ nó no tròn như vậy thì mình khoảng 15 mình hãy lại xuống lá ha. Cái này thì mình ghép 2 thân nha quý cô chú anh chị. 2 thân em ghép được 4 bo. Nút nụ thì có hết ha. Rồi, em sẽ xuất ra luôn. Đấy cũng rất là dễ thương nha, cái này em trồng hơi sâu dưới chậu ha. Tổng của anh nó được là 16. Chiều cao là 60. Tán ngang là 50. Cúc vua ha, mã số 2B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Dạ rồi, 500 nha với cô chú anh chị. Dạ, mã số 3B. 3B. Cũng là một cây cúc vua luôn.
có trái chín hay hen về cô chú anh chị mình ương ha. Coi nó có lên được cây ghiên không nha cô chú nha. Cái này mình cũng ghép được hai bo lớn nha. Lúc nụ thì còn rất là nhiều cô chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi dán trực hai bo luôn. Nút nụ thì có hết trơn ha. Cô chú anh chị mình yên tâm. Hoành là 12. Chiều cao là 52. Tán ngang là 67. Cúc vua ha, mã số là 3B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 em bao ship. Dạ 550 nha quý cô chú. Ok, tiếp theo cây mã số 4. 4B. Học cây cúc thọ hương. Dạ. Cây này siêu nút nụ luôn á cô chú anh chị. Mở nách lá luôn nha. À, nụ này là kịp Tết luôn rồi nha quý cô chú anh chị. Cây này thì mình ghép được 2 bo luôn ha. Hoành là 10. Chiều cao là 56. Tán ngang là 80. Thọ hương hiên 4B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 em bao ship. Dạ, 550. Rồi, mã số 5. Năm B là cây 5B. Cúc vua. Một em cúc vua hai cô chú nút nụ lên tới nhỏ mà ha. Nút nụ quá trời luôn ha. Mini mà quá trời nút nụ luôn ha. Cây này mình ở bông không thấy nhánh luôn nha quý cô chú. Ghép được một bo. Một nụ về nó được tới mấy bông luôn cô chú? 3 đến 4 bông, 4 5 bông. Mà nhánh này vậy là nó ra là bích luôn ha. Ghép một bo. Hoành là 11. Chiều cao là 56. Tán ngang là 36. Cúc vua hang mã số 5B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 em bao ship. Dạ 450 nha cô chú anh chị. Mã số 6. Số B. 6 hoặc 7? 6. 6. Một cái cúc thọ hương. Này mini để bàn nha cô chú. Nụ nút là ngon lành nha quý cô chú anh chị. Hàng mini nhưng mà siêu nút nụ luôn nha. Rồi cái này lung liền. Gốc lớn ha nhưng mà nó em cắt hơi thấp ha. Dạ, chết hai bo nha quý cô chú. Cái này là siêu lùng luôn. Siêu lùng. Hoành 150 nha. Hoành lớn dữ. Hoành này 18 nha cô chú. Chiều cao là 63. Tán ngang là 81. Thọ hương ngang mã số là 6B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Dạ 500 nha với cô chú cúc thọ hương. Cây cúc vua. C7. 7B. Rồi bông này đang có hoa gió luôn nha cô chú. Lúc nụ thì ú nu luôn. Quá trời nụ luôn nha cô chú anh chị. Một bông nó được tới một nụ nó được tới 5-6 bông ha. Này nó có bông mà nó rụng cũng hết rồi ha. Nhưng vẫn còn nút nụ mình chơi Tết nha cô chú nha. Nụ là còn đủ, còn nhiều lắm luôn nha. Cái này ghép hai bo mà bo bự cỡ cá em luôn ha. Vẫn còn nút nụ đó mình chơi Tết. Ok luôn nha cô chú. Rồi ok, dán trực ghép hai bo nha quý cô chú. Hoành là 14. Chiều cao là 56. Tán ngang là 71. Cúc vua 7B nha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Dạ rồi, 600 nghìn. Có mặt bông cô chú anh chị mình yên tâm sưu tầm giống luôn ha. Tiếp theo là cây mã số 8 nha quý cô chú. Là cây cúc thọ hương. Cây này thả tàn tự nhiên ha, cô chú mình muốn lấy bo thì cũng rất là nhiều nha cô chú, mà chơi Tết là ưu cơ ha. Có nút nụ mình chơi Tết luôn. Nút nụ thì có mỗi nách lá hết cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cây này mình yếu cũng được 2 bo luôn nha quý cô chú. Nút lên tới ngọn hết ha. Rồi
Hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 87. 8 ngàn là 95. Thọ Hương hàng 8B, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 600 em bao ship. Dạ rồi, 600 nha các cô chú anh chị. Dạ, là số 9B. Cũng là một cây cúc vua luôn nha cô chú. Cúc vua này thì lúc nụ là cô chú anh chị mình chuẩn bị Tết hết rồi, mình yên tâm ha. Mỗi nách lá đều có nụ hết. Dạ, em này thì mình ghép được 2 bo nha các cô chú anh chị. Mỗi một nụ là nó được 4 đến 5 bông. Thì nhỏ nhưng mà Tết là vàng rực rỡ luôn nha cô chú nha. Mỗi một bông là 4 50 cánh. Dạ, em xin xin lỗi ha. Hoa cúc vua thì rất là mặt bông rất là đẹp luôn nha cô chú nha. Hoành 14. Chiều cao là 72. Tán ngang là 56. Cúc vua hang 9B, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 em bao ship. Dạ, 550. Là một cây cúc đẩy đó nha cô chú. Cúc dạ, đẩy đó thân lắc luôn nha. Thân lắc luôn ha. Lúc nụ thì quá trời luôn đó cô chú. Lúc nụ thì có mỗi nách lá hết nè. Từ ngọn xuống tới gốc luôn đều có lúc nụ mình cho tết hết. Em này cái co cũng gắt lắm nha với cô chú anh chị. Dạ. Đế đẹp luôn nè. Cộng ghế to to khỏe khỏe không ha. Rồi em sẽ cái đo này nè. Hoành là 16. Chiều cao là 88. Tán ngang là 84. Cúp đẩy đó hàng 10B, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 2 em bao ship. Dạ rồi, 1 triệu 200 ngàn nha quý cô chú. Mười một B nha quý cô chú. À, cây này cũng là cúc thờ hương luôn ha. Cái chột nhất nó muốn liền luôn rồi nha cô chú anh chị. Mấy cái thấm cái này nó liền hết, nụ thì quá trời, quá xá nụ. Cây này là siêu nút nụ luôn nha. Nụ là chuẩn Tết luôn ha cô chú nha. Nè, tội coi cái nhánh bên đây nè. Mê không? Này là nở không thấy cái nhánh đâu luôn nè. Quá trời nụ luôn. Nhỏ nhỏ nhưng mà cũng có đế dễ thương nha mấy cô chú anh chị. Cây này quá chừng nụ luôn hết cô chú. Rồi em xin số đo 3 vòng luôn nha. Hoành là 12. Dạ. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 79. Thọ Hương hang 11B, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 em bao ship. Dạ rồi, 900 ngàn một cây cúc Thọ Hương và một siêu nút mụ luôn ạ. Vô. Mã số 12B. 12B. Là một cây cúc Thọ Hương. Cây Thọ Hương cái này là nút nụ là chà bá lửa luôn á cô chú anh chị. Cây nút nụ là chuẩn cho Tết hết nha cô chú nha. Quá trời nụ luôn nha. Cây này như siêu nụ vậy đó với cô chú anh chị. Ghép thì mình ghép được 3 bo ha, bự cỡ cái ngón cái của em, không trỏ em ha. Rồi em xin số đo luôn. Hoành là 19. Chiều cao là 58. Tán ngang là 87. Thọ Hương hang mã số 12B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ. Rồi, 700 ngàn. Rồi, mã số 13B. Là một cây cúc Thọ Hương luôn nha cô chú. Dạ, cúc Thọ Hương cây này thân nó lắc mà đế là nguyên bệ luôn cô chú anh chị ha. Cao khoảng chừng nhiêu vậy ha bà chú? Cây này cao chắc cỡ 1m3. Dạ. Tàn thì kính tàn luôn quý cô chú anh chị. Trời, nốt nổ thì cây này à, mình chơi Tết mình trưng ngay phòng khách là ngon lành luôn nha cô chú anh chị. Bao la luôn nha. Tàn thì tàn dày luôn nha.
đậu nước là chuẩn chơi Tết luôn ha, mấy cô chú thân thì lắc lượn lên đây. Đế đẹp luôn ha cô chú. Quành là 25. Dạ. Chiều cao 1m4 luôn nha cô chú nha. Tán ngang là 1m2. Cúc Thọ Hương ngang mã số 13B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu mốt em bao ship. Dạ 4 triệu mốt nha quý cô chú, là mình có một cây thọ hương thân lắc tàn lớn luôn ha. Nút nụ thì chuẩn chơi Tết hết nha cô chú anh chị mình yên tâm ha. Bỏ nát lá luôn à. Dạ em đỡ luôn ha. Mã số 14 B. Nào cây cúc thọ hương. Rồi em này tầm trung cũng lắc độ luôn đó cô chú chị ha. Nắm nút nụ là có vỏ nách lá luôn. Nụ là mình có chuẩn chơi Tết hết ha. Cây này lật lá ra nào. Cây bông là cứng cây luôn nha cô chú chị. Tàn thì ấm tàn luôn ha. Đế một củ trồng do luôn à. Rồi em xin số đo luôn nha. Hoành là 19. Tổng hoành cũ nó được là 36. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 90. Thọ hương hang 14B. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,6 triệu em bao ship. Dạ 2,6 triệu. Rồi tiếp theo cây mã số 15. 15 hay 14? 15. 15B. Nào cây cúc thọ hương. Dạ. Cây này dáng trực đế nở nha mấy cô chú anh chị. Cây đang sung cây nên ra một số hoa gió nha cô chú. Nút nụ là bao la luôn ha. Nhưng vẫn còn nút nụ để mình chơi Tết nha cô chú nha. Cây này là chơi Tết là cứng cây luôn nha cô chú anh chị. Đế là nở nguyên một bệ luôn ha. Hoành là 29. Chiều cao là 1m38. Tán ngang là 1m07. Thọ hương ngang mã số là 15B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3,7 triệu em bao phí ship. Dạ 3,7 triệu nha quý cô chú. Cây này nút nụ là ngon lành luôn ha. Mình nhận cây giờ là muốn mua thêm cây nữa nha. Có hoa gió nhưng mà vẫn còn nút nụ mình chơi Tết hết nha cô chú nha. Mười sáu B. Nào cây cúc thọ hương nha cô chú nè. Rồi em này cũng thân lá đều tàn hết rồi cô chú anh chị. Có nút nụ thì mỗi nách lá hết ha. Nó xung cây quá trời nên nở trước một số hai gió nha quý cô chú. Đủ nút là bao la luôn à. Đó. Nụ nút có hết trời. Dạ, rồi em xin số đo luôn nha. Hoành là 18. Chiều cao là 1m24. Tán ngang là 95. Thọ hương hang mã số 16B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu em bao ship. Dạ 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Tàn đẹp đủ nhiều luôn ha. Có nút nụ mình chơi Tết hết hả cô chú nha. Em đợi luôn nha. Dạ, mã số 17. Cây này thì phơm lùng lực không cô chú anh chị ha. Tàn cây cúc thọ hương luôn. À.
đủ lúc là có đó quý cô chú anh chị ha. Cây này chơi tết rất là ok luôn nha. Lúc nổ thì có mẫu nách lá hơn, cô chú anh chị mình yên tâm ha. Trời, cây này thân thì cũng lắc lư luôn nha quý cô chú. Hoành là 22. Dạ. Chiều cao là 1m09. Tán ngang là 89. Thọ hương nha, mã số là 17B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình 2.4 triệu, em bao ship. Dạ, 2.400.000 cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Mã số 18B. Cây này dáng trực tàn thông nha quý cô chú. Mà tàn thì ấm tàn luôn ha. Cây này có nụ kim ha. Cô chú anh chị mình về là xuống lá nó sớm hơn chút xíu mấy cây kia ha. Cây này ghép rất là nhiều bo, đế là có đế luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn ha. Hoành là 24. Dạ, 24 vậy. Chiều cao là 1m22. Tán ngang là 93. Thọ hương ha, 18B. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.7 triệu, em bao ship. Dạ, 2.7 triệu nha cô chú. Cây dáng trực tàn thông luôn ha. 19B là một cây cúc thọ hương. Cây này tầm trung mà vừa với cô chú anh chị mình không gian phòng khách, gọn gọn mình chọn cây này cô chú anh chị ha. Nụ nút là có luôn ạ. Nút nụ ở mỗi nách lá hết cô chú anh chị mình yên tâm ha. Rồi cây này chơi tết cũng khá là ok luôn nha. Đế thì nở đế nha quý cô chú anh chị. Hoành là 17. Dạ. Chiều cao là 1m13. Tán ngang là 74. Thọ hương nha, mã số là 19B. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.5 triệu bao ship. Dạ, 1.5 triệu nha quý cô chú. Gặp cả mã số 20B. Cây này cũng một cây dáng trực cúc tọa hương luôn quý cô chú anh chị nha. Cây này mang... siêu nút nụ luôn à. Quá trời nút nụ của chú anh chị nha ha. Này là mỏ nách lá luôn, chơi hoa là cứng cây luôn nha cô chú anh chị. Cái chậu ghép của mình là cỡ từ ngón út hết trơn nha cô chú ha. Ngón út con cái ngón trỏ luôn ha. Có cái chọc ghép thì nó muốn liền luôn rồi. Nụ thì có mỗi nách lá thôi cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cái này thân nó bị lũa một lỗ chỗ này ha, không sao nha cô chú nha. Em phải kêu hết cho cô chú anh chị mình không thấm nước nữa ha. Dạ em xin số đo luôn à. Hoành là 26. Dạ 26 ạ. Chiều cao là 1m11. Tán ngang là 80. Thọ hương ha, mã số 20B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.5 triệu, em bao ship. Dạ, 1.5 triệu nha cô chú, cúc thọ hương. Cây này tàn thì kính tàn luôn ha. Nụ nốt là có đâu à. Nốt vào là. Rồi, em đổi cây lên ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 21. Là một cây cúc thọ hương luôn. Bê. Em này cũng phong cao mà thân lắc luôn quý cô chú anh chị ha. Rồi, nút nụ là bao la mỗi nách lá luôn nha cô chú. Nụ là tròn vo luôn ha. Nút nụ. Em này cũng thân lắc đế thì cũng cong rễ lớn lớn luôn nha cô chú anh chị. Dạ, em xin xa luôn ạ.
Mình là 19. Dạ, 19 ạ. Chiều cao là 1m22. Tối ngang là 81. Thọ hương với em mã số là 21B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 em bao ship. Dạ, 1.800.000. Dạ, mã số 22. 22B. Là một cây cúc thọ hương luôn. Thằng lắp lượng nha cô chú nha. Lúc nụ thì có mỗi nách lá hết cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cúc thọ hương. Ghép rất là nhiều bo nha mấy cô chú anh chị. Lúc nụ này từ lắp tới nụ. Em xin số ra luôn nha. Vành là 22. Chiều cao là 1m02. Tối ngang là 85. Thọ hương nha, mã số 22B. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000 bao ship. Dạ rồi, 2.500.000 nha mấy cô chú. Nút nụ thì có mỗi nách lá hết cô chú anh chị mình yên tâm chơi Tết đi ha. Từ gốc lên tới ngọn mình đều em đều có làm nút nụ hết cô chú anh chị mình yên tâm nha. Nụ mỗi nách lá. Dạ. Rồi. Mình gửi luôn ha, cây mã số 22. Rồi tiếp theo mã số 23B nha cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương. Dạ, một em cúc thọ hương thân lắc phơm tàn thông luôn ha, tàn kính luôn ạ. Lúc nụ thì no tròn hết cô chú anh chị mình yên tâm chơi Tết nha. Kẹo luôn nha. Cái cốt ghép cũng lớn lắm đó nha cô chú anh chị. Rồi hàng Tết nên là lúc nụ thì bao la luôn nha. Đứt lá không người ta hết trơn. Cũng gần xuống lá rồi nè. Đây là củ nở nha mấy cô chú anh chị. Thân lắc lượng nha. Nút nụ thì tới mỗi nách lá lớn nhỏ gì đều có nút nụ hết nha cô chú nha. Rồi, em sẽ xóa đâu nha. Hoành là 20. Dạ, 20. Chiều cao là 1m27. Tán ngang là 96. Thọ hương hiền mã số là 23B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình 2.900.000 em bao phí ship. Dạ, 2.900.000. Rồi, tiếp theo mã số 24B. Một cây cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú nha. Dạ. Hoa hồng dài, lá hoa hồng thì nó rất là dài ha. Cũng gần xuống lá ha, nên lá nó không được đẹp mấy nha cô chú nha. Nút nụ rồi nó tròn hết cô chú anh chị mình yên tâm ha. Quá trời nút nụ nè. Meli meli. Hoa hồng thì nút nụ nó tròn quay ha. Hoa tàn ha. Cái này em để tàn tự nhiên ha. Em không có vô dây hết nha cô chú nha. Cái này vô dây thì tàn nó cũng rất là đều ha. Mà tại vì vô dây lúc dài nó sẽ nở hết nên em không dám vô ha. Dạ. Động nó sẽ nở. Cái này cũng rất là nhiều bo. Một cây dán trực để nở nha quý cô chú. Cọng rễ to to không ha cô chú nha. Hoành là 23. Chiều cao là 1m22. Tán ngang là 79. Hoa hồng thanh tú ha, mã số là 24B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000 em bao ship. Dạ, 2.200.000. Một cây cúc hoa hồng, cây dán trực nha quý cô chú anh chị. 25B. Dạ, cúc thọ hương mà cây phơm cao thân lắc nha cô chú anh chị. Nút nụ quá trời luôn. Cái cốt ghép nó cũng khá là to ha, gần liền nha cô chú. Nút nụ chơi Tết thì cũng luôn. Cây này cũng ok lắm luôn nha, cứng cây luôn ha.
Rồi, cái co này khá là gắt nha mấy cô chú. Rễ thì trải đầy miệng chậu hết không chú ha. Hoành là 23. Chiều cao là 1m33. Tán ngang là 95. Thọ hương nha, 25B em giao lưu với cô chú anh chị mình là 3,5 triệu em 3 ship. Dạ 3,5 triệu cốt thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cũng là cây cuối clip của em luôn. Cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem hết clip nha. Em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ giường em. Em chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.